Xin chào mọi người, tối nay mình giới thiệu đến mọi người cái con laptop HP Elite 850G5 nha mọi người. Máy cũng còn khá là đẹp, quan trọng là con này màn hình cảm ứng và có card đồ họa RAID 2GB. Như thế nào mọi người tìm hiểu cùng mình nha. B369 là mã mình đặt cho nó. 850G5 thì dạo gần đây mình cũng lên nhiều video, mỗi con máy sẽ có một cái mã số khác nhau và cũng có cái giá khác nhau luôn mọi người. Nhưng mà tất cả những video 850G5 mình đã đều bán hết ha. Con này là hôm nay là mình mới lên một cái con mới nè. Cái góc cạnh là mình thấy là tương đối đẹp, Elite Book ha. Vỏ này là vỏ nhôm và vỏ nhôm là đẹp, không có bị trầy xước cấn móp gì hết. Nói chung là đẹp và mát lạnh nha mọi người. Đây, góc cạnh nữa nè, cũng tương đối đẹp. Bên này nguyên một đống các ngõ kết nối, ngõ sạc này, tai xi sấm sét, rồi mạng LAN, thẻ nhớ HDMI USB. Đây là tai nghe. Cái chỗ này là khay sim á nha mọi người. Mình đang nhét cái sim vô, nhấn vô là nó ra thôi à. Là nhét cái sim vô để mình sử dụng 4G. Đây là các bản có 4G nữa ha. Chỉ có những bản nào có 4G thì mới có thôi nha mọi người, còn mình không có nói là không có đâu. Đây, ngõ USB ha. Góc cạnh là đẹp nha mọi người, không có hề bị cứng nứt móp hay gì đâu. Giờ vô ở bên trong mình sẽ quay rõ ràng hơn. Ở bên trong phím rất là đẹp nè. Cái phần này là loa PA nghe rất là hay, mọi người, thiết kế của HP nhìn đẹp lắm. Phím cũng vậy, có LED phím rồi đầy đủ hết nha. Và phím cũng rất là đẹp luôn. Mình có tặng cho mọi người tấm dán phím quốc tế, dán vào là gần đúng khuôn và vỏ kiểu quốc tế ok ha. Êm mềm, bàn rê chuột cũng đẹp, Elite Book góc cạnh cũng đẹp. Đây là full nhôm hết á mọi người, mát lạnh luôn. Màn hình 15.6 inch ha, webcam rồi đầy đủ hết, cảm ứng mượt mà. Nó là Elite Book 850G5 i7 8650 nè mọi người, RAM 32GB, quá ok luôn. Chạy song song hai card, card này là onboard trong máy và cái card này là card đồ họa RAID 2GB. Mọi người có thể thiết kế đồ họa vẽ vời rồi nó cũng ok ha. Nói chung là cái mà có card đồ họa RAID thì nó mới khỏe hơn cái không có card rồi. Đôi lúc có những cái phần mềm nó yêu cầu mọi người phải có card đồ họa 1GB, 2GB thì mấy con này nó cũng đầy đủ. SSD 1TB nha mọi người, tha hồ mà mình chứa dữ liệu. Màn hình đó thì là đẹp, không có lỗi lầm gì hết nha. Mình sao kỹ, không có phản quang, không có gì đâu. Do là màn đẹp, mọi chức năng ok. Và cái này là nó có sim. Đây là mọi người nè, đang nhận cái sim của mình, Longvina đang nhận. Mọi người chỉ cần tắt wifi thôi là mình vô mạng thôi là sử dụng mạng ok thôi. Đây là mọi người nè, hiện ra cái cục sóng rồi đó. Người vô là xài mạng bình thường thôi, mượt rượt thôi mọi người, mượt rượt. Rồi ok. Và mình báo giá mọi người, con máy này thì mình thấy nó cũng tương đối sạch đẹp. B369 là mã mình đặt cho máy, option là cao luôn, đầy đủ hết, full option của HP 850G5. Giá 9.6 triệu, ai chốt thì inbox mình, mua hàng cọc cho mình 1 triệu, còn lại mình ship code. Mọi người nhận hàng, kiểm tra hàng rồi thanh toán số còn lại cho bưu điện ha. Pin này thì tầm 3 giờ đổ lại thôi nha mọi người. Cảm ơn mọi người nhiều, ai chốt thì nhắn qua Zalo cho mình. Luôn bao dinh nên mọi người yên tâm về chất lượng. Máy thì là dinh tuyệt đối, máy này là rất là ok mọi người. Dòng Elite thì quá là ok rồi. Con 15.6 vừa đẹp về ngoại hình, vừa đẹp về cấu hình nữa. Cảm ơn mọi người nhiều nha.